Xin chào tất cả các bạn. Du học Canada đang được đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh quan tâm vì hiện nay Canada đang mở rộng cánh cửa du học chào đón sinh viên quốc tế đến sinh sống và học tập tại đây bằng chính sách xét duyệt visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính, gọi là Canada Express Study, một chương trình mới rất hot và đáng được quan tâm. Tân Đại Du hôm nay sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin hot về chương trình này và các bạn hãy theo chân chúng tôi tìm hiểu về một ngôi trường được hưởng chương trình xét duyệt visa ưu tiên là trường cao đẳng Rocky ngay sau đây các bạn nhé. Trường cao đẳng Rocky được thành lập vào năm 1975 tại British Columbia, Canada. Trường có hơn 2.000 sinh viên đăng ký theo học toàn thời gian và có khoảng hơn 200 sinh viên đến từ 30 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Cao đẳng Rocky có vị trí tọa lạc vô cùng thuận lợi, là nằm trong một môi trường giải trí ngoài trời nổi tiếng thế giới, có nhiều cảnh đẹp và các hoạt động ngoài trời độc nhất quanh năm. Trụ sở chính của trường cao đẳng Rocky là nằm trong thành phố Randrup, một thành phố an toàn, không đắt đỏ và rất thân thiện với một lối sống thoải mái. Nơi đây còn có sân bay Randrup, gồm các chuyến bay hàng ngày từ Vancouver 80 phút bay và Calgary là 40 phút bay, rất thuận lợi cho việc di chuyển hay là tham quan du lịch. Khi du học tại trường cao đẳng Rocky thì bạn sẽ thấy được nơi đây có những ưu điểm nổi trội đáng kể. Đó là cao đẳng này được vinh dự là thành viên của hệ thống chuyển trường cao đẳng lên đại học công lập của British Columbia. Trường được chính quyền tỉnh bang British Columbia, Canada tài trợ, kiểm soát và chứng nhận là nơi rất đáng để học tập và phát triển tương lai. Điều đặc biệt của trường là có sĩ số lớp học ít, tương tác giữa các học viên với các giảng viên rất là lớn, môi trường học tập thân thiện và an toàn, học phí thì không đắt đỏ so với nguồn tài chính của người Việt. Và trường cao đẳng Rocky còn là một môi trường nói tiếng Anh, giúp cho các du học sinh dễ dàng trao đổi vốn tiếng Anh của mình một cách lưu loát và tự tin nhất. Theo học tại trường cao đẳng Rocky thì các sinh viên không những sẽ được học với những chương trình học chất lượng mà còn được sử dụng các tiện nghi và dịch vụ của trường, bao gồm truy cập máy vi tính dễ dàng, internet miễn phí, thư viện rộng lớn, đa dạng nguồn thông tin, phòng ăn, tiệm sách, ký túc xá sinh viên tại trường dành cho sinh viên quốc tế quanh năm và một văn phòng quốc tế cung cấp dịch vụ gọi điện thoại về nhà miễn phí và trợ giúp về thị thực và homestay. Thêm nữa là nơi đây còn có các dịch vụ thể thao giải trí như tường leo trong nhà, phòng gym, sân thể thao ngoài trời và các dịch vụ tiện ích khác đang chờ các bạn khám phá. Đối với chương trình học của trường cao đẳng Rocky thì các sinh viên theo học các chương trình 1 năm, 2 năm, 4 năm hay là sau đại học luôn có những sự lựa chọn dễ dàng để chuyển đến bất kỳ trường đại học nào tại tỉnh British Columbia của Canada và cả các trường ở các tỉnh khác như University of British Columbia, Đại học Simon Fraser và Đại học Victoria. Trường cao đẳng Rocky cũng có các thỏa thuận chuyển trường với các trường đại học khác trên toàn Canada và tại nước Úc. Cao đẳng Rocky cung cấp các chương trình đào tạo thuộc các hệ chứng chỉ cao đẳng, cử nhân và sau đại học thuộc các phân khoa như kinh doanh, du lịch, giải trí, y tế. Sinh viên khi đăng ký theo học tại trường cao đẳng Rocky thì cần phải đạt được những yêu cầu của trường là hoàn thành tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học với điểm IELTS là 6.0, điểm TOEFL IBT là 80 và yêu cầu dành cho chương trình sau đại học với điểm IELTS là 6.5, điểm TOEFL IBT là 80. Khi nhập học và các mức học phí thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với các tư vấn viên tại Tân Đại Dương để được tư vấn trực tiếp và cụ thể các bạn nhé. Ngoài việc thỏa mãn các yêu cầu đầu vào của trường cao đẳng Rocky thuộc thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng, Học viện Canada gọi tắt là CICAN thì để được hưởng chính sách xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính thì các bạn cần phải đáp ứng thêm những yêu cầu cụ thể như sau. Các bạn cần phải đạt tối thiểu điểm IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây, bằng chứng chi trả 1 năm học phí. Cần thêm là mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu 1 tuần. Và cuối cùng là nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày trước ngày nhập học nhé. Phí ghi danh ở đây là 200 đô la Canada. Các bạn thân mến, chính sách xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính vừa rồi sẽ là một cánh cửa rộng mở để cho các bạn học sinh, sinh viên có thể dễ dàng đạt được ước mơ du học của mình tại đất nước lá phong đỏ rồi. Nếu mà các bạn còn đang băn khoăn trong việc làm hồ sơ xin visa du học Canada, chọn ngành tại trường cao đẳng Rocky ra sao, thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương chúng tôi, đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada tại Việt Nam các bạn nhé. Chúng tôi có 3 địa chỉ và trụ sở chính quen thuộc là nằm tại 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 08 3848 4879. Hai trụ sở khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha
trang. Lưu ý là Tân Tại Dương không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.